Giới đầu tư một lần nữa dậy sóng với việc Cotecon trượt gói thầu sân bay Long Thành. Liên danh Hoa Lư do Cotecon đứng đầu đã có công văn khiếu nại liên danh Việt Tu của nhóm ông Nguyễn Bá Dương, nhà thầu duy nhất vừa đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, thi công gói thầu thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình nhà ga hành khách của dự án thành phần 3, sân bay Long Thành, có trị giá 35.000 tỷ đồng. Liên danh Hoa Lư vừa có công văn kiến nghị về các dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan đến liên danh nhà thầu Việt Tu, gửi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Xây dựng, Bộ Công an, Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam, ACV, Tổ công tác dự án sân bay Long Thành. Bên khiếu nại là liên danh Hoa Lư, được thành lập bởi 7 nhà thầu trong nước và một nhà thầu Thái Lan gồm Cotecon, Unicon, Thành An, Delta, Central, An Phong, Hòa Bình và Powerline Engineering. Trong đó, Cotecon đứng đầu liên danh. Liên danh Hoa Lư khiếu nại bên mời thầu là ACV, liên quan đến thông báo liên danh nhà thầu Việt Tu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật số 3146 TBTCTCSKVNLT ngày 1 tháng 8 năm 2023. Liên danh Việt Tu gồm 10 doanh nghiệp, đứng đầu là Tập đoàn Công nghiệp và Thương mại Xây dựng ICISTERS của Thổ Nhĩ Kỳ. Các thành viên còn lại gồm Ricom, Newticon, Son ENC, Tổng Công ty Xây dựng số 1, ATAD, Vinaconex, Phục Hưng Holding, Hawi Cơ Điện và Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội. Trong đó, Ricom, Newticon và Son ENC là 3 doanh nghiệp nằm trong hệ sinh thái của ông Nguyễn Bá Dương. Liên danh Hoa Lư cho biết, có bằng chứng cho thấy thành viên đứng đầu của liên danh Việt Tu đã vi phạm quy định về đấu thầu và không đủ tiêu chuẩn để đáp ứng yêu cầu kỹ thuật gói thầu 5.10 và vì vậy cần xem xét lại thông báo số 3146. Chúng tôi đã gửi khiếu nại lên Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam nhưng chưa được xem xét, công văn nêu. Theo liên danh Hoa Lư, gói thầu 5.10 có tổng dự toán 35.000 tỷ đồng là một trong những công trình lớn trọng điểm, cần có sự cẩn trọng trong công tác lựa chọn nhà thầu đủ năng lực, không bị vướng lịch sử chậm trễ thi công hay nghi vấn tham nhũng. Liên danh Hoa Lư khẳng định hồ sơ đề xuất kỹ thuật dự thầu của liên danh này hoàn toàn đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của hồ sơ mời thầu. Tuy nhiên, ngày 1 tháng 8 vừa qua, liên danh nhận được thông báo nhà thầu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của gói thầu là Việt Tu do IC Holding, Thổ Nhĩ Kỳ, đứng đầu. Chúng tôi cho rằng IC Holding không đủ tiêu chuẩn kỹ thuật để trúng thầu và việc để IC Holding trúng thầu có thể ảnh hưởng đến uy tín của chính phủ Việt Nam và chất lượng công trình, liên danh Hoa Lư cho hay. Nhóm liên danh này cho biết IC Holding, tên đầy đủ là IC Ibrahim Jason Yatiram Holding, đặt theo tên chủ tịch công ty. Ông được coi là một trong 5 đại gia xây dựng của Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là lần đầu tiên IC Holding vào Việt Nam, trước đó chưa hề có kinh nghiệm gì đối với pháp luật Việt Nam hay các quy định xây dựng, cũng chưa có lý lịch rõ ràng. Do đó, nhóm liên danh Hoa Lư đề nghị chính phủ và Bộ Công an vào cuộc để kiểm tra kỹ nhân thân của chủ tịch công ty IC Holding, cũng như các cáo buộc tham nhũng trên báo chí là đúng hay sai. Vấn đề thứ hai mà nhóm liên danh Hoa Lư kiến nghị là công ty IC Holding có lịch sử thi công chậm nhiều công trình và có lịch sử bị chấm dứt các dự án lớn, có lịch sử kiện tụng chủ đầu tư. Thứ ba, theo nhóm liên danh Hoa Lư, các kinh nghiệm xây dựng sân bay của IC Holding là không đúng sự thật và có dấu hiệu bị chậm trễ. Theo chúng tôi được biết trên trang web của IC Holding, thì công ty mới chỉ xây dựng được một sân bay ở Nga, một sân bay ở Bulgaria, còn lại là các sân bay ở Thổ Nhĩ Kỳ. Kinh nghiệm thi công công trình quốc tế, nhất là công trình tại xứ sở nhiệt đới mưa bão chưa có, công văn của liên danh Hoa Lư nêu. Cụ thể, nhóm này cho biết tại sân bay Pukovo, thì IC Holding cũng chỉ là một trong 2 nhà thầu thi công trong liên danh, công suất dự kiến 17 triệu khách, vào năm 2025 chứ không phải 20 triệu khách như công ty công bố. Đối với sân bay Vanna Burgas ở Bulgaria là sân bay nhỏ công suất 3 triệu khách một năm, không thể so với sân bay Long Thành. Ngoài 2 sân bay này, IC Holding còn công bố kinh nghiệm xây dựng sân bay Kinh Khiêu của Saudi Arabia, song sân bay này khởi công năm 2017, đến nay vẫn đang trong quá trình xây dựng. Từ những lý do trên, liên danh Hoa Lư nhận định rằng việc lựa chọn duy nhất một liên danh Việt Tu vào vòng xét mở hồ sơ tài chính có khả năng đồng nghĩa với việc đơn vị trúng thầu đã được xác định từ vòng xét tuyển hồ sơ đề xuất kỹ thuật, dẫn đến nguy cơ rất cao, không đảm bảo tính cạnh tranh công bằng về giá. Với góc nhìn thận trọng hơn, việc đánh giá những sai sót nhỏ trong 15% tỷ trọng điểm kỹ thuật lại quyết định toàn bộ kết quả chấm thầu, sẽ có khả năng gây thiệt hại ngân sách nhà nước và nhân dân. Liên danh Hoa Lư đề nghị các lãnh đạo, các bộ ngành xem xét chỉ đạo bên mời thầu, dừng mở hồ sơ tài chính gói thầu 5.10 và đề nghị thẩm tra, xác minh lại năng lực của các liên danh nhà thầu hoặc mời đơn vị độc lập thứ ba có đầy đủ năng lực, chuyên môn để đánh giá lại hồ sơ kỹ thuật dự thầu của các bên,
để có thể chọn được liên danh nhà thầu có năng lực nhất, minh bạch thực hiện dự án quan trọng này. Với những luận điểm và bằng chứng cụ thể rõ ràng như trên, cũng như năng lực của CTD từ trước đến nay, liệu rằng trường hợp của CTD có được xét lại? Bản thân cổ phiếu CTD đã liên tiếp giảm mạnh sau khi có thông tin trượt gói thầu. VOF Investment Limited, quỹ thuộc Vinacapital quản lý, đã bán ra 600.000 cổ phiếu của công ty cổ phần xây dựng Cotecon trong ngày 31 tháng 7 năm 2023. Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu của cả nhóm Vinacapital tại Cotecon đã giảm từ 6,07% xuống còn 5,26%, tương đương lượng nắm giữ hơn 3.9 triệu cổ phiếu. Tạm tính theo giá CTD đóng cửa phiên diễn ra giao dịch 31 tháng 7, 71.900 đồng, cổ phiếu VOF có thể thu về hơn 43 tỷ đồng từ việc bán bớt cổ phiếu. Sau khi quỹ ngoại này giảm sở hữu, cổ phiếu CTD đã giảm mạnh thêm 2 phiên đầu tháng 8, trong đó có một phiên giảm kịch sàn. Dù vậy, cổ phiếu này hiện vẫn cao hơn gần gấp đôi so với đầu năm và đang dừng ở mức 64.600 đồng, cổ phiếu. Trước đó, CTD và nhiều cổ phiếu nhóm xây dựng khác đã nổi sóng, cùng câu chuyện liên quan tới gói thầu số 5.10, thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình nhà ga hành khách thuộc đại dự án sân bay Long Thành với vốn đầu tư hơn 35.000 tỷ đồng. Trước những luồng thông tin trái chiều gần đây, cổ phiếu của các doanh nghiệp tham gia đấu thầu cũng đảo như giang lạc. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.